Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người dưới khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 3 2019. Những cái tin chúng ta đã biết đó là nào là rút ống ngày 21 rồi 11 giờ ngày 22 vân vân. Thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được biết được rằng ông Đỗ Văn Trọn, giám đốc hệ thống truyền thông Viettel có mặt tại San Diego trên cái tinh thần là những người Việt tị nạn cộng sản rất là quý cái sức khỏe của anh hùng Lý Tống. Thì thưa quý vị, anh Đỗ Văn Trọn đã có mặt ở tại San Diego. Những cái bức ảnh mà quý vị thấy đây là chúng tôi cũng nhận được từ anh Đỗ Văn Trọn gửi qua. Thì mời quý vị nghe Đỗ Văn Trọn sẽ tường trình cho quý vị về cái sức khỏe hiện nay của anh Lý Tống như thế nào. Trước hết nghe Lữ chào Trọn, và Trọn có thể cho biết được rằng hiện nay thì em đã có mặt ở đó với những ai, và hiện nay thì em đã ghi nhận được rằng cái tình trạng chính em đã đứng trước giường của Lý Tống rồi, thì có nói chuyện với bác sĩ như thế nào, mời Trọn. Dạ vâng, thưa nghe Lữ và thưa quý khán giả, tối hôm qua thì tôi có nói chuyện với cô Sơn là cháu ruột anh Lý Tống, thì để hỏi thăm thêm sức khỏe của anh Lý Tống như thế nào. Thì sau đó thì tôi có thưa chuyện với tỷ phú Hoàng Kiều. Ê, anh Hoàng Kiều có cho biết là anh có một loại thuốc có thể hy vọng chữa trị được phần nào. Thì hai anh em cùng hẹn cái thời gian. Anh Hoàng Kiều thì lái xe từ miền Nam Cali lên, tôi thì bay từ vùng San Jose xuống. Thì anh Hoàng Kiều tới đó thì phải đưa số thuốc, tại vì đi cùng với bác sĩ Mai Quả Đào là dưới Nam Cali. Thì sau khi anh Hoàng Kiều trao đổi với bác sĩ phụ trách cái việc chữa trị cho anh Lý Tống, thì bác sĩ đồng ý cái loại thuốc này, tại vì loại thuốc này sản xuất tại Mỹ và có FDA chứng nhận. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì thuốc chưa được tiêm vào, chưa được, họ có đây là đục thủng lỗ để đưa vô, thì họ phải qua cái phòng xét nghiệm nữa, thì có thể là ngày mai cái loại thuốc này. Nhưng mà trong cái lúc mà tới thăm anh Lý Tống thì tôi và Lý Hạnh là một người người anh, cũng là người bạn kết nghĩa với anh Lý Tống từ ở Việt Nam bao nhiêu năm. Thật ra là anh Lý Tống là Lê Văn Tống, nhưng cũng từ đó là có tên là Lý Tống. Tại vì hồi đó anh Lý Hạnh ở Việt Nam rất nổi tiếng, thì anh Lý Hạnh anh mới nói là có Đỗ Văn Trọn tới nè, thì tôi cũng nói anh Lý Tống ơi, anh tới đây nè. Thì lúc đó thì thấy thân thể của anh Lý Tống trên khuôn mặt ảnh hơi giật giật một tí, rất là nhẹ, nhưng có vẻ như mình có thể hiểu được, là đoán được, là ảnh biết được là có người tới thăm. Thì tôi cũng nói chuyện nhiều với anh Lê Xuân Nhận. Anh Lê Xuân Nhận là anh chồng của anh Lý Tống. Thì đúng ra thì như anh nghệ nữ cũng thông báo đến người khán giả là trên tinh thần là đáng lẽ là ngày 11, lúc 11 giờ ngày hôm kia là rút bóng. Nhưng mà sau đó thì mình thấy cái cử động, cái biểu hiện của anh Lý Tống có thể còn một cái hy vọng, nên bác sĩ đã không có rút ống dưỡng sinh ra. Và cho đến giờ phút này thì anh Lý Tống dường như tôi nghĩ là nếu mình nhìn một cách lạc quan thì chưa đến nỗi nào tuyệt vọng hoàn toàn. Hay quá. Và cũng mong rằng là như cái lời của anh Hoàng Kiều đã nói, và bác sĩ Mai Quả Đào cũng như bác sĩ nói, thì cũng có thể là nếu mà hợp cái thuốc đó thì chúng ta bây giờ chúng ta cầu xin và chúng ta hy vọng đi. Dạ vâng. Có cái điều rằng đến ngày hôm nay Trọn đang ở đó, Trọn có biết rằng anh bị bệnh gì không? Anh Lý Tống thì anh bị bệnh là bị anh bị sơ phổi. Anh bị do là như vậy nè. Theo lời của anh Lý Hạnh nói thì anh Lý Tống trước đó anh ăn nhiều cái loại thức ăn đó, nó khác nhau, mà những cái thức ăn đó nó rất là kỳ.
Thành anh bị coi như là sơ sơ cái phổi, thì khi đưa vô cấp cứu đó thì tình trạng đó là như vậy, chứ còn cái nguyên nhân để mà còn xét nghiệm như thế nào thì cũng chưa công bố rõ ràng. Vâng. Yeah. Có cái điều gì mà rồi sau nữa tiếp. Khi nãy nói chuyện với Lê Tống thì nói anh Lê Tống ơi, mở mắt ra nói một chút đi, đó quan trọng đây nè, thì anh có vẻ nhíu con mắt lên một tí xíu, mặc dù mắt là nhắm nghiền hết nhưng mà có một cái dấu hiệu, một cái biểu hiệu là đang dưới mắt mở ra, thì cũng có những tín hiệu tốt đẹp như vậy đó, thưa anh vậy là. À, dạ vâng, à, kính thưa quý vị, anh Đỗ Văn Tròn từ San Jose là giám đốc một hệ thống vừa phát thanh vừa truyền hình với hai đài truyền hình, nhưng vì cái tình cảm, vì cái sự quý mến Lý Tống, mạnh Đỗ Văn Tròn đã bay xuống tới San Diego. Tôi được biết được rằng bay từ sáng mà hiện giờ đó đã là gần 6 giờ chiều của giờ California, thưa quý vị, anh vẫn còn ở đó. Thì Tròn có thể cho mọi người biết rằng Tròn sẽ ở đó đến khi nào không? Và nếu có một điều gì đó nhắn gửi với lại quý thính giả khắp nơi trên thế giới nghe cái audio này thì Tròn sẽ nói điều gì? Chắc bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện và chúng ta hy vọng, và cũng như hồi nãy thưa với anh đó, là hai cái loại thuốc mà anh Hoàng Kiều, thầy thuốc Hoàng Kiều đem xuống và có trao đổi bác sĩ đó, may ra nếu mà loại thuốc đó như anh Hoàng Kiều anh tự tin lắm thì có thể là cứu sống được Lý Tống, thì cái vấn đề là chúng ta phải chờ đợi ngày mai và ngày mốt nữa. Bây giờ thì chưa dám, trong cái chừng mực nào đó chưa dám thưa gì với anh nghệ nữ và quý tín giả hết, chỉ hy vọng thôi. Dạ. Và còn thưa anh thì chắc là Đỗ Văn Tròn sẽ ở đến ngày mai để coi cái kết quả nó như thế nào, thưa anh. Dạ vâng. Một cái câu hỏi cuối cùng của nghệ nữ đối với Tròn đó là em nhìn thấy những thân hữu cũng giống những thân nhân của anh Lý Tống đang quay quần bên ảnh, thì mọi người có hy vọng và mọi người khi thấy là ngay cả Tròn đó và những anh em từ xa đến, trước đây thì có Thiện Thành rồi có Đỗ Dũng vân vân, mọi người đến thì tinh thần của thân nhân gia đình và những cái người đang ở quanh anh Tống trong những ngày vừa qua đó, thì họ có cảm thấy vui và họ có cái cảm nghĩ như thế nào không Tròn? Thưa anh, trước đó thì phải nói là chúng ta chỉ chờ, nói một cách nào khác thì chúng ta chỉ chờ thắp nhang. Dạ. Nhưng mà cái buổi cầu nguyện để mà rút cái ống dưỡng sinh ra thì nó đã không xảy ra, thì nó cũng là một cái phép lạ, một phép mầu nhiệm. Thì bây giờ mọi người rất là hy vọng. Cũng một cái điều rất là quan tâm thì anh em không vui về dưới đó, nhất là anh hội trưởng là anh Cụ Thái Hòa, gần như là anh Cụ Thái Hòa túc trực ở đó. Anh Lê Xuân Nhận thì anh cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Thì anh Lê Xuân Nhận thì với người cháu là Lê Xuân Lộc thì vẫn ở đó, nhưng mà vì là anh Nhận và Lộc đó thì ở trên Alameda của thành ra có thể là một vài ngày nữa thì cũng phải trở về lại. Được. Rồi có người em của Lê Xuân Lộc xuống để mà thay thế chị, thay thế như vậy lưng phiên nhau. Còn anh Cụ Thế Hòa thì gần như là túc trực ở đó, và những anh em không quân ở đó thường xuyên, nhất là anh Lý Hạnh là người mà rất thân thiết anh Lý Tông, thường xuyên ra đó. Thì anh Lý Hạnh cũng có những câu bông đùa nói chuyện với anh Lý Tống, tại vì hai anh em chơi thân với nhau từ Việt Nam, thành đã biết hiểu rõ tính nét với nhau, thành đã đôi lúc cũng có những cái câu dẫn dở cho anh Lý Tống. Nhưng mà khi mà anh Hạnh anh nói như vậy thì anh Lý Tống có vẻ cũng hơi có vẻ như là một cái cử động gì đó, một cái cử chỉ như vậy đó, thành đã cũng nằm có điều một cái dấu hiệu tốt, thưa anh. Dạ vâng. Cảm ơn Tròn rất nhiều đã dành cho Nghệ Lữ cái audio này, và Nghệ Lữ cũng sẽ post lên để khắp nơi thế giới, vì đặc biệt là trong Việt Nam rất là quan tâm, thậm chí những người đó đấu tranh đó là họ rất là quan tâm về cái tình sức khỏe của anh Lý Tống.
Cái đó là cái điều mà Nghi Lữ rất là cảm ơn. Cũng nhờ Trọn nói giùm với lại các anh không quân đó, anh Hòa đó chẳng hạn, thì Nghi Lữ cũng là một quân nhân không quân nha. Và rồi cảm ơn Trọn rất là nhiều. Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn anh, dạ xin Chào chào Trọn. thính giả và chào anh Nghệ Lự, dạ. Chào.